Cảm ơn Chúa cho buổi sáng hôm nay trong Phục truyền luật Lễ ký chương 5 phần 2 tiếp theo. Hôm nay chúng ta học tiếp trong 10 điều răn và bây giờ là điều răn thứ 5, hãy hiếu kính cha mẹ ngươi. Câu 16, hãy hiếu kính cha mẹ ngươi như Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi có phán dặn, hầu cho ngươi được sống lâu và có phước trên đất mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho. Hiếu kính cha mẹ, lòng hiếu kính đối với cha mẹ là nền tảng thiết yếu cho sự ổn định và lành mạnh của toàn xã hội. Nếu như các thế hệ trẻ thường xuyên gây chiến với các thế hệ lớn tuổi, thế hệ già, thì nền tảng của xã hội sẽ bị phá hủy. Chúa Giê-xu đã dùng cách những người Pha-ri-si giải thích về điều răn này như một ví dụ về một cách mà người ta có thể tuân giữ luật pháp theo kiểu như giải nghĩa hạn chế, nhưng lại vi phạm trọng tâm hay là cái căn bản của điều răn của Chúa này. Trong Ma-thi-ơ chương 15, câu 3 đến câu 6, Ngài đáp rằng, còn các ngươi sao cũng vì cớ lời truyền khẩu mình mà phạm điều răn của Đức Chúa Trời? Vì Đức Chúa Trời đã truyền điều răn này, phải hiếu kính cha mẹ ngươi. Lại điều này, ai mắng nhiếc cha mẹ thì phải chết. Nhưng các ngươi lại nói rằng, ai nói cùng cha mẹ rằng, những điều mà tôi có thể giúp cha mẹ đã dâng cho Đức Chúa Trời rồi, thì người ấy không cần phải hiếu kính cha mẹ. Như vậy, các ngươi đã vì lời truyền khẩu mình mà bỏ lời Đức Chúa Trời. Hầu cho ngươi được sống lâu và được phước. Ở trong Ê-phê-sô chương 6 câu 2, sứ đồ Phao-lô đã lặp lại điều răn và mạng lệnh này, đã trích dẫn ở trong sách Phục truyền, nhấn mạnh lời hứa được nêu ra ở đây rằng ngày của bạn có thể được dài ở trên đất. Sự nổi loạn nó gây tổn hại nhiều, gọi là tổn thọ. Nhiều người đã phải trả giá đắt bởi sự nổi loạn chống lại bố mẹ mình. Điều răn thứ 6, đừng giết người. Câu 17, ngươi chớ giết người. Bạn không được giết người. Một số sẽ đặt câu hỏi là Đức Chúa Trời có thể chấp nhận cả hình phạt tử hình của một người và cả việc cấm giết người hay không? Trong suốt Ê-xít-tô ký chương 19 câu 12 ấy, thì nói rằng ngươi hãy phân định giới hạn cho dân sự ở xung quanh núi và dặn rằng khá giữ mình đừng leo lên núi hoặc đụng đến chân núi. Hễ kẻ nào đụng đến thì sẽ bị tử hình, sẽ bị xử tử. Câu trả lời rất đơn giản trong tiếng Do Thái cũng như tiếng Anh thì nó có cái chữ làm chết người và giết người là hai chữ khác nhau. Nó trái ngược với sự làm chết người. Giết người là việc mà lấy đi mạng sống của người ta mà không cần sự biện minh của luật pháp, sẽ bị luật pháp bắt lấy và kết án. Đó là tội giết người. Khi mà làm chết người ấy thì đó là tử hình, là hành quyết khi có luật pháp phán quyết. Hoặc là sự biện minh về mặt đạo đức, giết người, ví dụ giết người để phòng vệ. Ngươi đừng giết người. Chúa Giê-xu đã giải thích cẩn thận trọng tâm của điều răn này. Ngài cho thấy điều đó cũng ngăn cấm chúng ta ghét người khác. Ma-thi-ơ chương 5 câu 21-26. Bởi vì chúng ta có thể ước ai đó đã chết ở trong lòng của mình, nhưng không bao giờ có đủ can đảm để thực hiện hành động đó. Ai đó có thể không giết người vì thiếu can đảm hoặc thiếu chủ động, dầu trái tim, tấm lòng của người đó chứa đầy sự hận thù. Điều răn thứ 7, ngươi chớ ngoại tình. Câu 18, ngươi chớ phạm tội tà dâm, nó nguyên nghĩa là ngoại tình. Ngươi đừng có ngoại tình, hãy thừa nhận rằng bản thân hành vi đó đã bị lên án. Đức Chúa Trời không cho phép bênh vực biện minh cho những cách mà nhiều người thường tìm cách biện minh cho mình trong cái quan hệ tình dục ngoài hôn nhân. Chẳng hạn như là nói người bạn đời của tôi không hiểu tôi, hoặc chúng tôi đang yêu nhau, hoặc Chúa đã dẫn dắt chúng tôi đến với nhau, hoặc vì bất kỳ một lý do nào khác nữa. Còn nhiều người thì đưa ra lý do ấy mà nói rằng đó là do Chúa cho phép điều này xảy ra để khiến tôi thấy mình cần được tự do. Ngươi đừng có phạm tội ngoại tình. Tân ước đã lên án rõ ràng về tội ngoại tình trong Galati chương 5 câu 19 đến 21. Rõ ràng đó là công việc của xác thịt. Và những việc làm của xác thịt là rõ ràng lắm. Ấy là gian dâm, ngoại tình, ô uế, luông tuồng thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ganh ghét, buồn dẫn, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh gổ, say sưa, mê uống cùng các sự khác giống như vậy. Tôi nói trước cho anh em, như tôi đã nói rồi, ai phạm những việc ấy thì không được hưởng nước Đức Chúa Trời. Nhưng hơn cả bản thân hành động thì Chúa Giê-xu đã giải thích cẩn thận trọng tâm của điều răn này. Nó ngăn cấm chúng ta nhìn một người phụ nữ để ham muốn ở nơi cô ta. Vì khi mà lòng hoặc là tâm trí của mình mà đã có cái lòng ham muốn đó thì đã phạm tội ngoại tình cùng người đó. Nhưng nhiều người ấy thì có thể không có đủ can đảm hoặc cơ hội để thực hiện hành vi. Nhưng mà chúng ta ấy thì không vô tội chỉ vì chúng ta không có cơ hội phạm tội theo cách chúng ta thực sự mong muốn. Ma-thi-ơ chương 5 câu 27-30. Các người có nghe lời phán rằng, ngươi chớ phạm tội tà dâm, song ta phán cho các ngươi biết, thế ai ngó đàn bà mà động tình tham muốn thì trong lòng đã phạm tội tà dâm cùng người rồi. Vậy nếu con mắt bên hữu xui cho ngươi phạm tội thì hãy móc mà quăng nó cho xa ngươi đi. Vì thà chịu một phần thân thể ngươi phải hư còn hơn là cả thân thể bị ném vào địa ngục. Lại nếu tay hữu xui cho ngươi phạm tội thì hãy chặt mà liệng nó cho xa ngươi đi. Vì thà chịu một phần thân thể ngươi phải hư còn hơn là cả thân thể vào địa ngục. Chúng ta không vô tội chỉ vì chúng ta không có cơ hội phạm tội theo cách chúng ta thực sự muốn. Điều răn thứ 8 là ngươi chớ trộm cướp. Ngươi đừng có ăn trộm, ăn cướp, ăn cắp. Mạng lệnh này là một nền tảng quan trọng khác cho xã hội loài người, thiết lập quyền sở hữu tài sản cá nhân. Đức Chúa Trời đã rõ ràng giao một số tài sản nhất định cho một số cá nhân nhất định, và những người hoặc quốc gia khác không được phép lấy tài sản đó nếu không có thủ tục pháp lý.
ngươi đừng có ăn cắp. Chúng ta cũng có thể ăn cắp từ Chúa. Tất nhiên điều này đòi hỏi chúng ta phải tôn vinh Đức Chúa Trời bằng nguồn tài chính của mình. Vì vậy, để chúng ta không có phạm tội ăn trộm của Ngài. Malachi chương 3 câu 8 câu 10. Người ta có thể ăn trộm Đức Chúa Trời sao mà các ngươi ăn trộm ta? Các ngươi nói rằng chúng tôi ăn trộm Chúa ở đâu? Các ngươi đã ăn trộm trong các phần 10 và trong các của dân. Các ngươi bị rủa sả vì các ngươi thảy cả nước đều ăn trộm ta. Các ngươi hãy đem hết thảy phần 10 vào kho hầu cho có lương thực trong nhà ta. Và từ nay các ngươi khá lấy điều này mà thử ta. Đức Giê-hô-va vạn quân phán, xem ta có mở các cửa sổ trên trời cho các ngươi, đổ phước xuống cho các ngươi đến nỗi không chỗ chứa chăng? Nhưng chúng ta cũng có thể cướp mất, cướp của Đức Chúa Trời bằng cách từ chối hiến dâng thân thể của mình cho Ngài để vâng lời và phục vụ Ngài. Bởi Ngài đã mua chúng ta và Ngài đã sở hữu chúng ta, vì chúng ta sống mà không thuộc về chính mình nữa. Một Phi-e-rơ chương 1 câu 18-19. Vì biết rằng chẳng phải bởi vật hay hư nát như bạc hoặc vàng mà anh em đã được chuộc khỏi sự ăn ở không ra chi của tổ phụ truyền lại cho mình, bèn là bởi huyết báu của Đấng Christ dường như huyết của chiên con không lỗi không vết. Trong Cô-rinh-tô chương 6 câu 20, vì chương anh em đã được chuộc bằng giá cao rồi, vậy hãy lấy thân thể mình làm sáng danh Đức Chúa Trời. Đừng ăn cắp. Ê-phê-sô chương 4 câu 28 đưa ra giải pháp cho việc ăn cắp. Kẻ vốn hay trộm cắp chớ trộm cắp nữa, nhưng thà chịu khó chính tay mình làm nghề lương thiện, đặng có vật chi giúp cho kẻ thiếu thốn thì hơn. Điều răn thứ 9, đừng có làm chứng dối. Ngươi chớ làm chứng dối cho kẻ lân cận mình. Bạn đừng làm chứng dối chống lại người hàng xóm, người lân cận. Chúng ta có thể vi phạm điều răn thứ 9 thông qua việc vu khống, kẻ lẻ, tạo ấn tượng sai lầm, bằng cách im lặng, bằng cách tra hỏi động cơ đằng sau hành động của ai đó, hoặc thậm chí bằng cách tâng bốc. Sự vu khống đó là một lời nói dối được tạo ra và đồn chuyện với mục đích gây hại. Đó là hình thức gây tổn thương tồi tệ nhất mà một người có thể gây ra cho người khác so với kẻ làm điều này. Một tên xã hội đen là một quý ông và một kẻ giết người là một người tử tế. Bởi vì hắn kết thúc cuộc đời trong chốc lát bằng một cơn đột quỵ và với một chút đau đớn gây hại mà thôi. Còn một người mà vu khống cho người khác ấy, thì đã hủy hoại danh tiếng mà có thể không bao giờ lấy lại được và gây ra đau khổ suốt đời. Buôn dưa lê đó là lặp đi lặp lại lời kể của một người mà không được xác minh cẩn thận. Rất nhiều lần tôi đã biết mình phải chịu đựng điều đó như thế nào. Lặp lại một câu chuyện làm mất uy tín, gây sỉ nhục cho người khác mà không chắc chắn về sự nó có thật hay không là vi phạm điều răn này. Có bao nhiêu người, đặc biệt là những người cơ đốc say mê và yêu thích cái điều này, yêu thích sự làm tàn phá bằng cách kể những câu chuyện về người khác, nâng quan điểm nó lên để bào chữa cho hành động bằng lời nói rằng ấy, họ tin những cái lời tường thuật đó là đúng hoặc không có ý định hay là ác ý gì. Cho nên ấy, trong cái ngôn ngữ khi đồn chuyện thường nói là mọi người, chúng ta để ý, nó không có bằng chứng nha, thường nói là mọi người, cái câu này là nó sai. Và chúng ta đừng, hãy chú ý cái này để mà sử dụng cái từ vựng cho đúng. Bởi vì trong cái từ, những cái từ nói như vậy ấy, thường là dẫn các cái link nó chạy vào, vu khống đồn chuyện, thổi phồng nó lên ấy, là mọi người đều thế, mọi người nói thế, mọi người nghĩ thế, ai cũng nghĩ như vậy. Thì đấy là cái lời nói dẫn đường cho ngọn gió. Là cái linh thổi phồng và đồn chuyện, đừng làm chứng dối. Ngọn gió vi phạm điều răn thứ 9. Bởi vì thần linh là gió mà. Lời mình nói gì ấy, thì nó mang con gió nó đến. Sự đi theo dẫn dắt Đức Thánh Linh ấy, là nghĩ cho kỹ cái lời mình nói. Thì có xứng đáng được để Đức Thánh Linh hướng dẫn hay không? Đôi khi nhiều khi con cái Chúa, chúng ta tin Chúa nhưng mà lời chúng ta nói lại mời cái linh khác nó đến. Còn về sự im lặng không đúng lúc thì sao? Phần trên là trích dẫn của Red Path. Sự im lặng không đúng lúc là khi ai đó nói sai sự thật về người khác và người thứ ba ở trước mặt người thứ ba. Người biết câu nói đó là không đúng sự thật nhưng vì lý do sợ hãi hoặc không thích mà vẫn im lặng hoặc vì đẹp lòng người khác. Thì cái người đó phạm tội, vi phạm điều răn này như thể mình đã nói một lời nói dối. Bạn đừng làm chứng dối chống lại người lân cận của mình. Tân ước nói một cách đơn giản, chớ nói dối nhau. Bởi vì đã lột bỏ người cũ và công việc nó. Cô-lô-se chương 3 câu 9. Thật kỳ lạ khi chúng ta nghĩ rằng sự trưởng thành của tín đồ Đấng Christ được thể hiện qua khả năng nói lên điều gì chúng ta nghĩ, trong khi cái cần lo là phải làm thế nào để ngậm cái miệng lại cho đỡ khổ cái thân. Trích dẫn của Red Path. Đây là một sự bày tỏ đáng kinh ngạc. Nếu một đoạn băng ghi âm có thể được phát ra tất cả những gì mà mọi thành viên trong hội thánh đã nói về các thành viên khác, tức là người anh chị em trong Chúa của mình ở trong tuần đó. Nếu mà có một băng cassette bật lên ấy, thì nó sẽ như thế nào? Satan luôn ở đó để khuyến khích lời nói dối. Giăng chương 8 câu 44. Các ngươi bởi cha mình là ma quỷ mà sanh ra. Và các ngươi muốn làm nên sự ưu muốn của cha mình. Vừa lúc đầu nó đã là kẻ giết người, chẳng bền giữ được lẽ thật vì không có lẽ thật trong nó đâu. Khi nó nói dối thì nói theo tánh riêng mình vì nó vốn là kẻ nói dối và là cha của sự nói dối. Còn công vụ trong chương 5 câu 3 thì nói, Phi-e-rơ nói với người rằng, hỡi Anania, sao quỷ Satan đã đầy dẫy lòng ngươi, đến nỗi ngươi nói dối cùng Đức Thánh Linh mà bớt lại một phần giá ruộng đó.
Và chính Chúa Giêsu là nạn nhân của việc làm chứng dối trong sách Mác chương 14 câu 2, câu 5-7. Bây giờ có mấy người đứng lên làm chứng dối nghịch cùng Ngài rằng, bắt đầu họ kể những chứng dối ra, họ tự nghĩ ra để đủ chứng cớ, để đủ cái lý do pháp lý mà tử hình Chúa đấy. Chúa Giêsu chịu án tử hình. Theo một cách nào đó, chúng ta có thể nói tội nói dối này, đây là tội lỗi đã đưa Chúa Giêsu đến thập tự giá. Chúng ta bước sang điều răn thứ 10. Ở trong Phục Truyền chương 5 câu 21, ngươi đừng có tham lam. Ngươi chớ tham vợ kẻ lân cận mình, chớ tham nhà của người, hoặc ruộng, hoặc tôi trai tớ gái, lừa hay là vật chi thuộc về kẻ lân cận người. Ngươi đừng tham lam. Tất cả 9 mạng lệnh đầu tiên tập trung nhiều hơn vào những việc chúng ta làm. Điều răn thứ 10 giải quyết thẳng thắn với trái tim và những cái tham muốn của nó. Theo nghĩa đen, cái chữ tham lam đây là che đậy. Chữ che đậy đây nó cũng có nghĩa là thở hổn hển sau đó. Lòng tham hoạt động như thế này, mắt nhìn vào một vật, tâm trí ngưỡng mộ vật đó, ý chí hướng về vật đó, cơ thể di chuyển để chiếm hữu vật đó, và trong lòng có lẽ là máu lưu thông nhiều cho nên là hồi hộp cho nên thở hổn hển. Cái lòng tham không có buồn ngủ, tại vì bên trong nó hoạt động mà, xác thịt lúc đấy là không có buồn ngủ. Chỉ vì bạn chưa được thực hiện được bước cuối cùng không có nghĩa là bạn không ở trong quá trình thèm muốn ngay bây giờ, ngay lúc này. Nhà của người lân cận, của người vợ, của người bò, của người lừa, tài sản. Lòng tham có thể được thể hiện đối với mọi thứ và thấy ngứa ngáy tìm mọi cách gọi là để chiếm hữu những gì người khác có. Thấy những gì người khác có là mình không yên được. Nó nói lên sự không hài lòng và những gì chúng ta có và ghen tị với những thứ gì đó tốt hơn. Hebrew chương 13 câu 5 thì nói rõ, chớ tham tiền hay lấy điều mình có làm đủ rồi, vì chính Đức Chúa Trời có phán rằng ta sẽ chẳng lìa ngươi, chẳng bỏ ngươi đâu. Điều răn cuối cùng này có mối liên hệ chặt chẽ với điều răn đầu tiên chống lại việc thờ hình tượng. Vì anh em phải biết rõ rằng kẻ gian dâm ô uế tham lam, tức là kẻ thờ hình tượng, không một kẻ nào được dự phần kế nghiệp của nước Đấng Christ và Đức Chúa Trời. Đức Chúa Giêsu đã đưa ra một lời cảnh báo đặc biệt về lòng tham. Điều này giải thích triết lý cốt lõi của tấm lòng tham muốn. Ngài phán với họ trong Luca chương 12 câu 15. Đoạn Ngài phán cùng chúng rằng, hãy cẩn thận, chớ có hà tiện gì hết, tức là tham lam ấy. Vì sự sống của người ta không phải cốt tại của cải mình dư dật đâu. Phần B, phản ứng của Israel và phản ứng của Đức Chúa Trời ở tại núi Sinai, câu 22-27. Tại trên núi ở giữa lửa và sự tối tăm, Đức Giê-hô-va phó dùng tiếng lớn phán những lời này cho cả hội mạc ngươi. Ngài không thêm chi hết, đoạn Ngài ghi các lời đó trên 2 mảng đá và trao cho ta. Và trong khi cả núi phát lửa, các ngươi vừa nghe tiếng từ giữa nơi tối tăm phán ra, thì những quan trưởng của các chi phái và những trưởng lão các ngươi đến gần ta mà nói rằng, kìa Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng tôi đã tỏ sự vinh hiển và oai nghiêm Ngài cho chúng tôi, và chúng tôi có nghe tiếng Ngài giữa lửa phán ra. Ngày nay chúng tôi thấy rằng Đức Chúa Trời có phán cùng loài người và loài người vẫn còn sống. Nhưng bây giờ cớ sao chúng tôi phải chết, vì đám lửa lớn này sẽ tiêu diệt chúng tôi hết. Ví bằng chúng tôi còn có nghe tiếng của Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng tôi thì chúng tôi phải chết. Vì trong loài người có ai đã nghe tiếng của Đức Chúa Trời sanh hoạt từ giữa lửa phán ra như chúng tôi mà vẫn còn sống? Vậy ông hãy đi đến gần, nghe mọi điều Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng tôi sẽ phán, rồi hãy truyền lại cho chúng tôi mọi điều Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng tôi sẽ phán cho ông, thì chúng tôi sẽ nghe và làm theo. Từ núi, trong núi từ giữa lửa, mây, mù và bóng tối dày đặc có tiếng lớn. Toàn cảnh thật là đáng kinh ngạc. Đức Chúa Trời phán có lửa, có mây, có bóng tối dày đặc, có tiếng nói lớn, và tất cả đều gây ấn tượng với dân Israel. Đến nỗi họ yêu cầu Môi-se không để Đức Chúa Trời nói chuyện trực tiếp với họ nữa. Tại sao chúng ta phải chết? Nếu chúng ta còn nghe thấy tiếng Chúa, Đức Chúa Trời của chúng ta nữa thì chúng ta sẽ chết. Kinh nghiệm trên núi Sinai không phải là một trong những mối tương giao ngọt ngào với Đức Chúa Trời. Thông điệp của núi Sinai không phải là hãy đến cùng ta, mà là hãy tránh xa ta, vì ta là thánh còn các ngươi thì không. Đây chính là thông điệp của người viết thư Hebrew ở trong chương 12 câu 18-24, nói rằng anh em chẳng tới gần một hòn núi mà người ta có thể rờ đến được, cũng chẳng tới gần một ngọn lửa hừng, hoặc tối tăm, hoặc âm uế, hoặc gió dữ, hoặc tiếng loa thổi vang, hoặc tiếng nói kinh khiếp, đến nỗi ai nghe đều nài xin đừng nói với mình nữa. Vì họ không chịu nổi lời phán này, dẫu loài thú vật tới gần núi này cũng sẽ bị ném đá. Lại cảnh trạng đó rất kinh khiếp đến nỗi Môi-se nói rằng ta thật sợ sệt và run rẩy cả người. Nhưng anh em đã tới gần núi Sion, gần thành của Đức Chúa Trời hàng sống, tức là Jerusalem trên trời, gần muôn vàn thiên sứ nhóm lại, gần hội thánh của những con trưởng được ghi tên trong các từng trời, gần Đức Chúa Trời là quan án của mọi người, gần các linh hồn người nghĩa được vẹn lành, gần Đức Chúa Trời, gần Đức Chúa Giêsu là đấng trung bảo của giao ước mới, và gần huyết rưới ra, huyết đó nói tốt hơn huyết của Abel. Thì dân Israel quá tin tưởng vào khả năng tuân giữ luật pháp của Đức Chúa Trời, bởi vì nói rằng đó là ông hãy truyền lại cho chúng tôi sẽ nghe và chúng tôi làm theo điều đó. Nhưng mà kinh nghiệm của họ tại núi Sinai đã thuyết phục họ về sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, có không ạ? Họ tin sát dáng, họ tin 1000%, nhưng mà họ không biết được cái sự bất lực về sự hư hỏng, sự băng hoại của xác thịt ở trong chính họ không nhận biết được cái điều này.
Đức Chúa Trời lại phán bằng niềm vui và hy vọng đầy hy vọng đối với dân Israel, câu 28-33. Đôi khi các ngươi bàn cùng ta, Đức Giê-hô-va nghe những lời của các ngươi nên phán cùng ta rằng: ta có nghe những lời dân này bàn cùng ngươi, chúng nó nói như vậy, lấy làm thầm phải. Ôi, chớ chi dân này thường có một lòng kính sợ ta, hằng giữ theo các điều răn ta như thế, để chúng nó và con cháu chúng nó được phước đời đời. Hãy đi nói cùng dân sự rằng: khá, trở về trại mình. Còn ngươi hãy ở lại đây với ta, ta sẽ truyền các điều răn luật lệ và mạng lệnh mà ngươi sẽ dạy lại cho, để chúng nó làm theo các điều trong xứ ta sẽ ban cho họ nhận lấy. Vậy các ngươi khá cẩn thận làm theo, y như Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi đã phán dặn các ngươi, chớ xây qua bên hữu hoặc bên tả. Các ngươi khá đi theo con đường mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi đã chỉ cho, để các ngươi được sống, hưởng phước và ở lâu dài trong xứ mình sẽ nhận được. Họ đúng trong tất cả những gì đã nói. Đức Chúa Trời hài lòng với phản ứng của Israel. Phản ứng của họ là bằng chứng cho thấy họ rất coi trọng Ngài, rất tôn trọng Ngài. Chớ chi dân này có một lòng tôn trọng ta như vậy. Cảm giác là Đức Chúa Trời thích những gì Ngài thấy ở Israel. Nói theo hình ảnh là vì Đức Chúa Trời không hy vọng vào sự việc như chúng ta hay làm, nhưng hy vọng họ sẽ giữ nguyên cái thái độ của tấm lòng. Chúa không có ấn tượng bởi những việc gì chúng ta làm. Thực ra Israel đã không giữ tấm lòng này, bởi vì chưa đầy 40 ngày sau ấy, thì họ lại nhảy múa, thờ phượng xung quanh một con bò vàng, để cho chúng nó và con cháu chúng nó được phước. Đây là động cơ của Đức Chúa Trời trong việc kêu gọi chúng ta vâng lời Ngài. Điều đó có thể tốt với chúng ta. Mọi mạng lệnh của Đức Chúa Trời đều bắt nguồn từ tình yêu đối với chúng ta, không phải là một số ham muốn ám ảnh về sự kiểm soát hoặc thái độ ác ý đối với chúng ta. Câu 32 nói rằng: vậy các ngươi khá cẩn thận làm theo, y như Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi đã phán dặn các ngươi vậy. Biết sự vinh hiển của Đức Chúa Trời đã ban cho họ, như được bày tỏ tại núi Sinai, và biết về tình yêu, nhận biết về tình yêu của Đức Chúa Trời, như được bày tỏ bởi sự khát khao của Ngài rằng điều đó có thể tốt đẹp cho họ, thì càng có nhiều lý do để vâng lời Chúa. Khi gặp khó khăn trong việc vâng lời Chúa, thì rõ ràng chúng ta đang thiếu một hoặc cả hai lĩnh vực, tức là thiếu về cái sự nhận thức về sự vinh hiển của Chúa, hoặc là thiếu sự nhận thức về tình yêu thương của Đức Chúa Trời. Hoặc chúng ta quên vinh quang của Ngài, hoặc là chúng ta quên tình yêu của Ngài. Quên vinh quang của Ngài là một đời sống nó đi vào sa ngã. Quên tình yêu của Ngài là mất tình yêu ban đầu dành cho chúng ta, hoặc là chúng ta quên cả hai. Quên vinh hiển của Ngài đó là bỏ quyền năng của Chúa, không tin vào quyền năng của Chúa nữa. Nhưng mà thần của Chúa hành động bao giờ cũng có quyền năng kèm theo, rất là mạnh mẽ. Cảm ơn Chúa. Thì đây là trong cái bài học này.